Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một siêu phẩm bên em mới về, dòng BNG thương hiệu đến từ Ý. Và đây là model chưa hề có ra mặt tại các cửa hàng Việt Nam. Đây là thương hiệu bán tại thị trường châu Âu. Vâng, đây là hàng xuất châu Âu bác nhá. Và đây là mẫu BNG dòng Road thuộc bên em, rất là cao cấp mới về, với cái tông màu xanh ngọc, vẫn là cái tông màu chủ đạo của dòng BNG. Và đây là mẫu model 1885 aluminum carbon. Và đây em mà đánh giá tổng thể chiếc xe. Trên khung xe đây thì có biểu là xe làm từ hợp kim aluminum carbon. Đây là biểu tượng 1885. Và dòng xe BNG là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới với 135 phát triển, được thành lập vào năm 85. Bộ khung còn rất là đẹp các bác nhá. Em đánh giá tổng thể xe là trên 90% xe. Còn phần dưới khung xe đây là những cái phần đường chỉ màu đen, là những em chỉ tay tay bác xem đây, là những cái dòng đây là carbon bác nhá. Những cái đường vân da rắn trên cái khung xe tạo cảm giác rất là mới lạ trên dòng BNG, kết hợp giữa dòng aluminum và carbon. Em copy vào. Các bác có thể thấy rõ các độ mới của xe. Rồi, em paste rồi bác xem. Đây cũng là mẫu đầu tiên dòng Road BNG giữa aluminum và carbon bên em mới về đây. Quy đổi tiền Việt nó rơi khoảng tầm, đây là tem bên dưới khung xe của BNG. Chưa có phí ship về Việt Nam. Và bộ khung xe luôn là cái trái tim của dòng BNG, với khung sườn danh tiếng tạo lên tên tuổi của dòng BNG. Và đây là một mẫu tham khảo. Xe còn rất là mới bác nhá. Cũng là cái mẫu bên em màu, cũng là một tông màu xanh. Vâng. Vâng. Trên khung xe đây có cái dòng chữ của dòng thương hiệu Ý Italian của BNG. Và xe được sử dụng với công nghệ, trước em đã nói đây rồi, về công nghệ dòng carbon. Contavalli là một dòng xe, một dòng công nghệ chống rung 80% so với một khung xe carbon tiêu chuẩn. Xe được sử dụng với trang bị bộ khung sườn khí động học Aero, kết hợp giữa aluminum và carbon, cho trọng lượng của xe rất là siêu nhẹ các bác nhé. Và cổ phốt ghi đông của Calong Đeo. Càng của xe, ghi đông xe là làm từ carbon. Đây, carbon 3T. Carbon ghi đông xe là thương hiệu đến từ Mỹ. Và xe được sử dụng với bộ tay lắc của Shimano 1.5 rất là cao cấp. Bộ tay lắc còn rất là mới bác nhá. Đây, bên tay phải em cũng là bộ tay lắc của Shimano 1.5. Và ở giữa khung xe đây thì là chiếc logo hình tem trước hai con phượng hoàng của dòng BNG đại bàng. Phanh ba mảnh chính hãng của Shimano, nguyên bản chính hãng theo xe. Càng carbon, càng xe là carbon. Càng carbon thì có một cái vết 3D ẩn sâu, một cái đường rãnh trũng xuống của dòng xe là tạo điểm nhấn cho cái bộ càng xe đằng trước, rất là cao cấp. Xe được sử dụng với cặp Mayer cao cấp của Shimano R2. Các bác trên trang mạng để tham khảo thêm dòng vành cao cấp của Shimano, vành nhôm cao cấp. Và xe vẫn được sử dụng với bộ cặp lốp chính hãng nguyên bản theo xe của Michelin. Lốp rất cao cấp, dòng lốp chuyên dành cho những dòng xe thể thao, lốp chọc Michelin. Các bác có thể thấy rõ. Và xe được sử dụng với đùi đĩa nhôm cao cấp. Bộ đùi đĩa nhôm này rất là mới luôn, sáng và bóng. Bê đan bi vòng cao cấp, đùi đĩa nhôm, trục bạc đạn của dòng Road rất là cao cấp các bác nhé. Vâng, xe được trang bị với bộ cọc yên ghi đông chính hãng của xe, nguyên bản theo xe, carbon rất là cao cấp. Và yên xe của thằng Piloto, yên hiệu của dòng thương hiệu Ý. Vâng, và xe được trang bị với 11 tầng líp nguyên bản chính hãng theo xe. Đây các bác nhìn rõ đây, nguyên bản chính hãng theo xe, líp và xích còn rất là mới. Vành đằng sau cũng sử dụng vành RS Shimano RS2. Các bác lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái vành cao cấp của Shimano RS2. Mayer bạc đạn. Vâng, rất là cao cấp. Và xe được sử dụng với bộ lốp đằng sau cũng là lốp Victoria
cũng là lốp hiệu rất là tên tuổi, lốp chọc dành cho những cái dòng xe rốt đua. Đây, các bác nhìn thông số tổng thể xe còn rất là mới các nhá. Em đánh giá trên 90%. Và đây là một mẫu xe đầu tiên về bên em giữa dòng aluminum và carbon. Bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên líp này, chuyển động rất là mượt mà các bác nhá. Xe được trang bị với xe được trang bị với 11 tầng líp rất là cao cấp của Shimano 105, gần như là trùm cuối rồi của dòng xe đốt. Xuống líp này, 11 tầng líp các bác nhá, rất là cao cấp, rất là mượt mà nhá. Đây là xích líp còn rất là mới, mới nguyên như bản theo xe. Bên tay phải em trang bị với 2 tầng đĩa chính hãng, điều chỉnh nhôm của Shimano lên lip, lên đĩa. Vâng, xe hoạt động rất là trơn tru và mượt mà. Và đây là một siêu phẩm mới về bên em, dòng BNC thương hiệu Ý, dòng Rốt mà tại thị trường Việt Nam chưa hề có bác nhá. Chưa hề có tại thị trường Việt Nam mẫu BNC 1885 dòng aluminum carbon BNC 1885. Và hiện tại xe là rất tốt, bên em là 19,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai.